Thị trường vàng thì chạy rất là sát theo như cái kịch bản mà chúng ta mong chờ trong các cái bản tin cập nhật trước Tết, đó là có thể sẽ tiếp tục đi xuống thấp hơn nữa. Và thực tế thì chúng ta nhận thấy rằng nó là gì ạ? Vàng đã break out cái vùng hỗ trợ tương đối là cứng của mình, đó chính là 2010 đô la một ounce, đúng không ạ? Chúng ta nhìn biểu đồ này á, thì rõ ràng rằng là vàng đang trong một cái xu hướng bị bán ra khá là mạnh. Biểu đồ này gợi ý cho kịch bản nếu như nó retest trở lại vùng 2010 thì chúng ta có thể tìm kiếm cái cơ hội bán xuống. Động lực để cho vàng rớt khá là rõ ràng, đúng không ạ? Tại vì chúng ta biết rằng đó là gì ạ? Lợi tức trái phiếu á, thì đang trong một cái xu hướng đi lên rất là mạnh. Chúng ta nhận thấy đây là vùng kháng cự khá là cứng, 2010 là vùng kháng cự khá là cứng đối với thị trường vàng, đúng không ạ? Và trong cái bối cảnh lợi tức trái phiếu cả kỳ hạn ngắn cũng như kỳ hạn dài chúng ta có thể lấy lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm, chúng ta nhận thấy biểu đồ rất là bullish, đúng không ạ? Là đã bắt đầu tạo ra một cái bốn cái điểm đỉnh, bốn điểm đỉnh đáy ngày càng cao dần, tức là khởi động của một cái xu hướng tăng giá trên biểu đồ daily, là một trong những cái tham số chuẩn, cái biểu đồ có cái time frame chuẩn, tham chiếu chuẩn nhất, đúng không ạ? Và trên cái biểu đồ lợi tức trái phiếu kỳ hạn 2 năm, chắc hẳn là mọi người vẫn còn nhớ cái biểu đồ này, đúng không ạ? Trong cái thời kỳ mà trước khi nghỉ lễ Tết trước đà nguyên đán á, chúng ta từng đề cập đến một cái mẫu hình, đó là W formation, đúng không ạ? Một cái W formation, và thật sự cái mẫu hình này đã hình thành, đúng không? Chúng ta nhận thấy tạo ra mô hình hai đáy breakout và cái phiên trading đi ngày hôm qua sau CPI á thì rất là rõ ràng, và tôi cho rằng là US lợi tức trái phiếu kỳ hạn 2 năm lúc này á phản ánh rất là rõ nét cái kỳ vọng thị trường về việc Fed có thể sẽ không cắt giảm lãi suất vào tháng 3 tới đây. Và nếu như lợi tức trái phiếu kỳ hạn tiếp tục đi lên cao sẽ đẩy đồng đô lên, kéo đồng đô lên, đô la Mỹ đi lên cao hơn nữa và tạo áp lực đối với lại thị trường vàng. Thành ra mà nói thì chúng ta nhận thấy thì vàng có thể sẽ còn tiếp tục chịu cái áp lực bán xuống trong những cái ngày tới đây nha.